Chào mừng các chị đến với Query, một cơ hội kinh doanh toàn cầu tại nhà. Và ngày hôm nay thì Hoàng Vũ sẽ dành thời gian giúp cho anh chị hiểu hơn về Query, giúp cho các anh chị có thêm một công cụ tạo nguồn thu nhập thụ động tại nhà với Query. Và Query là gì thì xin mời các chị cùng theo dõi. Hiện nay ở Query, người ta đã trích xuất từ một trái cây vùng đất Nam Mỹ, tạo ra một dòng sản phẩm cung cấp dinh dưỡng thay thế bữa ăn sáng cho toàn cầu. Và trước khi hiểu về sản phẩm cũng như là hiểu về trái cây này, tại sao được lựa chọn là một trong những trái cây gì số 1 thế giới, thì các anh chị quay lại với thực trạng nền kinh tế hiện tại của chúng ta ngày hôm nay. Các anh chị cũng biết rằng gì, ngày hôm nay với tốc độ phát triển của nền kinh tế hiện đại và nhịp sống năng động, chính vì vậy thì chúng ta đang sống trong một môi trường ô nhiễm. Đây là điều thực tế. Và thứ hai là gì, chúng ta đang sử dụng tất cả các đồ uống và thức ăn nhanh nhằm đáp ứng với nhu cầu công việc cũng như là di chuyển trong môi trường, trong cuộc sống. Thứ ba là chúng ta đang sử dụng tất cả các nguồn lương thực thực phẩm, mà hiện nay tất cả cái nguồn lương thực thực phẩm đó hầu như là gần như là thực phẩm rỗng, bởi vì các cái chỉ số dinh dưỡng trong các cái nguồn thực phẩm đang giảm dần theo thời gian, bởi vì chúng ta đang chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm và các cái nguồn đất khai thác thì dinh dưỡng cạn kiệt, và người ta đã sử dụng rất nhiều các cái sản phẩm phụ như hóa chất, phân bón nhằm kích thích và tăng trưởng các cái sản phẩm nguồn lương thực thực phẩm, và chúng ta đang gián tiếp sử dụng tất cả các sản phẩm dịch vụ ấy. Như vậy thì chúng ta nhìn nhận một điều là gì? Ngày hôm nay chúng ta đang bị thiếu dinh dưỡng rất nhiều. Và hiện tại thì đã có rất nhiều các cái nhà khoa học, họ đã nghiên cứu chứng minh rằng là gì? Ngày hôm nay chúng ta đang bị thiếu rất nhiều các cái dưỡng chất trong cơ thể. Đặc biệt là một trong những cái nghiên cứu của một người y khoa nổi tiếng thế giới, đó là tiến sĩ y học người Mỹ, ông Warlock, đã được giải thưởng Nobel về y học năm 1991. Và ông đã có một cái bài nghiên cứu về sự trung thực của các xác chết. Ông đã dành suốt 12 năm liền để nghiên cứu và tiến hành trên 17.501 ca phẫu thuật xác chết. Trong đó là có 14.501 ca dành cho động vật và 3.000 ca dành cho con người. Và ông đã phát hiện ra một điều rằng con người đã chết do nhiều nguyên nhân, nhưng 80% ta chết là nguyên nhân chính là do bệnh thiếu ăn. Đó là gì? Thiếu vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng và đa lượng. Và ông dẫn đến một kết luận là và do đó, để có một cơ thể khỏe mạnh và có tuổi thọ, con người một ngày cần ít nhất là 90 nguyên tố vi lượng gồm 60 khoáng chất và 16 vitamin các loại, 12 axit amin đạm và 2 axit amin béo. Tương ứng với hàng ngày chúng ta phải ăn tối thiểu là 20 loại thực phẩm khác nhau giàu chất dinh dưỡng. Và đây là một trong những nghiên cứu đã làm rất nhiều người trên thế giới thức tỉnh và chủ động chăm sóc sức khỏe. Nhờ có nghiên cứu từ ông tiến sĩ đó và hàng loạt các cái công ty, họ ra đời các cái sản phẩm cấp thêm dinh dưỡng, dưỡng chất cho cơ thể bằng cách là gì? Tìm kiếm những cái trái cây có nhiều dinh dưỡng và dùng những cái công nghệ khoa học tiên tiến mới nhất để chiết xuất. Và trên đây là một số loại trái cây mà được rất nhiều các cái công ty cũng như rất nhiều các sản phẩm đã được tạo ra, như là cây Việt Quất hoặc là quả lựu, măng cụt, quả câu kỳ tử, quả acai, hoặc là cái sản phẩm diệp lục từ cỏ linh lăng, hoặc là gì nước uống dinh dưỡng từ trái nhàu. Đó là một vài cái sản phẩm mà hiện nay đang được rất nhiều người lựa chọn để sử dụng. Và tất cả những cái sản phẩm này gọi là sản phẩm thực phẩm chức năng. Các chị thấy là gì, mỗi quốc gia người ta có một cái định nghĩa khác nhau về cái thực phẩm chức năng. Nhưng riêng ở Việt Nam thì Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam định nghĩa là thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể có hoặc không có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái này, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ và tác hại của bệnh tật. Có rất nhiều trái cây và nguyên liệu trên thế giới được phát hiện và nghiên cứu tạo ra những sản phẩm đột phá. Nhưng đặc biệt có một trái cây được phát hiện bởi bộ lạc Mapuche ở vùng đất Patagonia, khu vực ở Nam Mỹ, là nằm giữa khu vực của Argentina và Chile. Và trái cây này đã được phát hiện bởi bộ lạc Mapuche cách đây là 600 năm trước công nguyên. Và trái cây này đã cung cấp dinh dưỡng cũng như sức khỏe cho bộ lạc này và được bộ lạc này coi như là một thần dược, được các nhà khoa học đặt tên là gì? Maqui Berry. Thì cái chỉ số đặc biệt ở cái trái cây này mà có cao nhất trên thế giới đó là gì? Chỉ số ORAC, hay được gọi là chỉ số chống oxy hóa. Và Maqui Berry có cái chỉ số chống oxy hóa cao nhất trong các loại quả chống oxy hóa hiện nay có mặt trên thế giới. Các hợp chất chống oxy hóa trong quả Maqui Berry có thể giúp ngăn chặn quá trình hình thành oxy hóa của cholesterol trong máu. Và quá trình oxy hóa cholesterol là một yếu tố trong sự phát triển của các bệnh tim mạch, bao gồm như huyết áp cao, đau tim, đột quỵ và xơ cứng động mạch. Dưới đây là một vài tính năng đặc biệt của trái Maqui Berry, ví dụ như là gì? Với cái trái cây này nó có thể kiểm soát được đường huyết, chống lại chứng viêm, giảm cholesterol, chống lão hóa,
tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ miễn dịch, hỗ trợ giảm cân lành mạnh và hỗ trợ đào thải độc tố. Công ty Query thành lập vào tháng 10 năm 2019, trụ sở tại Tampa của Florida, Mỹ. Và hình ảnh của người đàn ông trên màn hình đó là ông Bob Reiner, founder cũng như CEO của Query. Tiền thân của ông đó là gì? Cựu sĩ quan cảnh sát. Và ông là một người có tiềm lực về kinh tế. Chính vì vậy là công ty Query 100% là không thiếu nợ. Sản phẩm của Query thì có mặt hơn 200 quốc gia và có nhiều văn phòng trên toàn cầu. Mô hình kinh doanh của ông lựa chọn là gì? Mô hình Affiliate Marketing. Và Query là một trong những công ty nằm trong top 10 công ty hàng đầu có quy mô sản xuất lớn, đặc biệt là chi trả nhanh nhất trong ngành. Và chi trả nhanh nhất trong ngành như thế nào thì mời các chị tiếp tục chúng ta cũng theo dõi. Trên hình ảnh là tiến sĩ ông John Hanke. Nghiên cứu của ông John Hanke được Tổ chức Y tế Thế giới WHO trao thưởng $5,000. Query hợp tác với tiến sĩ khoa học số 1 thế giới, tiến sĩ John Hanke, dẫn đến sự phát triển của MaQX, một chiết xuất độc quyền được pha trộn vào sản phẩm của Query để tăng cường sức mạnh chống oxy hóa lên 10 lần. Đây là lý do tại sao sản phẩm của Query đang dẫn đầu trong ngành giảm cân, tăng cường năng lượng và sức khỏe tổng thể. Bộ sản phẩm gồm có Query Shake và Query Energy. Query Energy là viên nén cung cấp năng lượng và đốt mỡ thừa, còn Query Shake là hỗn hợp bột bổ sung dinh dưỡng tăng cường miễn dịch. Với một set sản phẩm như thế này thì nó có thể cung cấp được 24 vitamin và khoáng chất cần thiết, gồm có men vi sinh, chất sợi, chất xơ và đặc biệt là Maqui Berry, siêu trái cây số 1 của thế giới. Và đây là sản phẩm đầu tiên có tên gọi là Query Shake, hỗ trợ giảm cân lành mạnh này, kiềm chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ sức khỏe trong quá trình lão hóa, giúp duy trì phản ứng viêm lành mạnh, hỗ trợ về mức đường huyết tốt, hỗ trợ về tim mạch cũng như là sức khỏe của thị giác. Có đặc điểm là gì? Có hương vị yêu thích, nạp năng lượng nhờ chiết xuất từ trái maqui hữu cơ siêu cô đặc, không chứa các glucosamin, chứa 24 loại vitamin, không chứa phẩm màu và chỉ chứa có 120 calo mỗi khẩu phần ăn, cung cấp chất rau xanh thiết yếu và kết hợp với sức mạnh của 16 gram protein bình vững. Thì đây là một loại sản phẩm mà bột mà chúng ta có thể khuấy, chúng ta uống. Sản phẩm thứ hai có tên gọi là Query Energy. Thì sản phẩm này giúp tăng cường năng lượng. Thứ hai là tập trung và mạch lạc. Thứ ba là giảm cảm giác thèm đồ ngọt. Đặc biệt sản phẩm này là nó có một cái tính năng nói gì là nó chuyển hóa, là đốt cháy lượng mỡ trong cơ thể, đặc biệt là mỡ nội tạng. Đặc điểm là được nạp năng lượng nhờ chiết xuất từ trái maqui hữu cơ cô đặc, đó là MaQX, giúp kích hoạt quá trình sinh nhiệt đốt mỡ, chứa chiết xuất trà xanh tốt cho sức khỏe. Thành phần có chiết xuất từ hạt cà phê xanh cho năng lượng bền bỉ và hỗn hợp năng lượng độc đáo hỗ trợ giảm cân hiệu quả cao. Thì đặc biệt là cái viên nén này thì được sử dụng sau khi chúng ta dùng cái bột Query kia khoảng 15-20 phút, thì chúng ta sẽ dùng một cái viên nén này để cung cấp cái năng lượng cho cơ thể, cũng như là cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cơ thể chuyển hóa năng lượng, tức là gì, đốt lượng mỡ thừa trong nội tạng cũng như là trong cơ thể. Query thực phẩm số 1 đã đến, và chính nhờ bộ sản phẩm này đã làm cải thiện sức khỏe của cộng đồng mọi người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hiện nay thì ở Việt Nam có rất nhiều các anh chị đã thay đổi sức khỏe nhờ sử dụng cái bộ sản phẩm Query này được chiết xuất từ Maqui Berry. Và để tạo ra một cái làn sóng phát triển bùng nổ trên toàn cầu nói chung, thì công ty Query đã tạo ra một cái trend. Thì các anh chị thấy là tất cả mọi cái sản phẩm hoặc dịch vụ mà muốn nhiều người trên thế giới biết đến thì người ta phải tạo một cái trending, tức là tạo ra một cái xu hướng. Thì ở Query người ta tạo ra một cái trending là gì, là 90 ngày khởi động thử thách. Và cái 90 ngày khởi động thử thách này nó là một cái chương trình mà nó gia tăng sức khỏe, giảm cân lành mạnh nhanh chóng nhất thế giới. Và cái người tham gia sẽ tự đặt ra cái mục tiêu cho mình và cam kết thử thách giảm cân, tăng năng lượng và lối sống lành mạnh. Đó là cái nội dung chính của cái trending này. Và nó đã được rất nhiều người trên thế giới hưởng ứng và sử dụng sản phẩm. Thử thách 90 ngày khởi động này đã là một cơn sóng bùng nổ trên toàn cầu và lan tỏa rất nhiều các quốc gia. Và bằng chứng thì các chị nhìn thấy thì đây là một số cái hình ảnh sản phẩm được người tiêu dùng trên toàn cầu đón nhận và sử dụng, và họ chia sẻ cái kết quả sự thay đổi từ bản thân về vóc dáng cũng như là sắc mặt, ngoại hình, làm cho người ta hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, yêu thương nhiều hơn. Đặc biệt là ở Việt Nam, các chị thấy quốc gia có hình chữ S trên bản đồ thế giới góp phần lan tỏa điều tốt đẹp đến với cộng đồng, khỏe, đẹp và tài năng, giàu có và thịnh vượng. Và các chị cũng thấy là rất nhiều người phụ nữ đã thay đổi dung nhan của mình từ khi biết đến Query và sử dụng sản phẩm của nó và tham gia chương trình thử thách 90 ngày cùng với Query. Dưới đây là một số hình ảnh mà
khá chỉ là đặc biệt và nó gọi là đại diện cho sản phẩm, đó là gì? Giống như là chị Đào Nguyễn ở Việt Nam, chị đã thay đổi vóc dáng của mình sau 90 ngày thử thách. Người thứ hai đó là gì? Cindy Hồng Thi, thì chị đã cũng thay đổi vóc dáng của mình sau khi sử dụng sản phẩm của Query. Người thứ ba đó là gì? Á Hậu Diệu Huyền ở Việt Nam, chị đã giảm được 10kg sau khi tham gia chương trình 90 ngày thử thách của Query. Và người thứ tư đó là một người ở nước ngoài, thế đó là người này thì ở Miami, Florida. Anh này đã giảm được 40kg sau 90 ngày thử thách. Còn rất nhiều các hình ảnh mà có sự thay đổi từ bản thân, thì đây là một số hình ảnh mà đại diện để chúng ta có thể thấy sự thay đổi rõ rệt nhất. Và đây là kết quả thật và người thật trên trang của Query cung cấp. Đó là anh Adam Rocker đã giảm được 90 cân. Hoặc là chị Patty Sutherland đó là giảm được 30 cân sau khi tham gia chương trình thử thách. Một cặp Lauren và anh Yo Wook đó đã giảm được 60 cân khi mà cùng tham gia chương trình thử thách này. Còn rất nhiều cái kết quả các anh chị có thể tìm kiếm trên fanpage hoặc Twitter hoặc trên Instagram hoặc là trên YouTube. Và họ đã sử dụng sản phẩm nào? Đó chính là bộ set của Query Sex và Query Energy. Một set như vậy nó sẽ cung cấp cho anh chị 24 vitamin và các cái khoáng chất cần thiết như men, vi sinh, chất sợi, chất xanh, và đặc biệt đó là gì? Query siêu trái cây số 1 thế giới. Đơn giản của cái việc là gì? Tham gia 90 ngày thử thách đó là gì? Bước đầu tiên là buổi sáng chúng ta sẽ dùng một ly tuyệt vời của Query Sex. Sau đó khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta sẽ dùng 1 đến 2 viên năng lượng của Query Energy và cung cấp năng lượng để chúng ta có thể làm việc, bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Vậy là xong, đó là chương trình thử thách. Và chúng ta duy trì nó trong vòng gì? 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày để thấy cái sự thay đổi rõ rệt từ trong cơ thể của mình. Chương trình 90 ngày thử thách này đã dành cho ai? Xin chúc mừng là chương trình này dành cho tất cả những người đang tìm cách gì? Sở hữu vóc dáng cân đối này, giảm trọng lượng mỡ thừa và mỡ nội tạng này, tăng thêm năng lượng sống và sống một lối sống lành mạnh hơn. Đó là chương trình dành cho tất cả những người đang mong muốn thay đổi cuộc sống của mình. Cái chi phí để chúng ta bắt đầu tham gia thử thách này thì bao nhiêu? Xin thưa các anh chị, chúng ta có 3 sự lựa chọn. Đó là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái set. Set này thì nó chỉ có 125 đô cho 30 ngày sử dụng, đó là 4 tuần. Set thứ hai là 250 đô dành cho 2 người sử dụng. Và set thứ ba đó là gì? 500 đô dành cho 90 ngày. Cái giá mà các anh chị đã nhìn thấy đây nó chưa bao gồm giá vận chuyển này, thuế VAT hoặc là phí nhập khẩu ở các quốc gia các anh chị nhé. Đặc biệt là chúng ta được quyền mua trực tiếp sản phẩm từ nhà phân phối, là chúng ta mua không thông qua một cái đơn vị nào cả, mà chúng ta hàng hóa sẽ được vận chuyển trực tiếp từ công ty, tức là bên Mỹ các anh chị chuyển về cho các chị trên 200 quốc gia trên toàn cầu. Vậy thì các chị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu sau khi sử dụng sản phẩm? Thay cho bữa ăn sáng thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng là 4,2 đô la đối với một set là 125 đô cho 30 ngày. Thì Vũ thấy đây là một con số tiết kiệm rất cũng là khá khả quan và rất tuyệt vời. Đặc biệt chúng ta có sản phẩm mà giúp cho chúng ta cải thiện sức khỏe, tăng năng lượng sống cũng như là gì, giúp chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng hơn và bảo vệ sức khỏe chúng ta tốt hơn. Và hãy bắt đầu 90 ngày khởi động thử thách như là một khách hàng hay là một người quảng bá. Với Vũ thì Vũ mong muốn các anh chị, trước khi chúng ta làm người quảng bá hay làm người khách hàng, các anh chị hãy tự order cho mình một sản phẩm. Hãy dùng sản phẩm để có trải nghiệm về nó, để cảm nhận sự thay đổi từ bản thân mình, để chúng ta có thêm một sức khỏe tốt hơn, chúng ta có một lối sống lành mạnh hơn và chúng ta sẽ có những mối quan hệ hạnh phúc hơn. Sau đó, anh chị hãy dùng kết quả của mình để lan tỏa đến người khác và giúp cho người khác thay đổi cuộc sống của họ từ việc là gì? Thay đổi sức khỏe. Một lần nữa, Hoàng Vũ xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý anh chị đã cùng theo dõi và lắng nghe buổi chia sẻ của Hoàng Vũ. Anh chị và các bạn hãy ngồi lại với cái người đã gửi cho anh chị đoạn clip này để tìm hiểu rõ hơn về thông tin về sản phẩm, hoặc gặp gỡ những người nhân chứng thực tế họ đã dùng qua sản phẩm để họ chia sẻ trải nghiệm, để chúng ta có một cái kết quả, có thêm một cái niềm tin trước khi bắt đầu bắt tay vào sử dụng sản phẩm. Sau đó các anh chị hãy lan tỏa những điều tốt đẹp này đến người khác, thì đó là một điều rất tuyệt vời. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi chia sẻ lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.